Bộ Giáo dục đào tạo cũng đã mới phê duyệt phương án thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Trong đó thì bộ nêu rõ bốn yêu cầu là tổ chức thanh tra kiểm tra phải đúng quy định của pháp luật, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Cụ thể Bộ Giáo dục đào tạo yêu cầu phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường phân cấp phân quyền cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học cao đẳng, chỉ đạo tổ chức hoạt động thanh tra kiểm tra linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, giảm tới mức thấp nhất việc trồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra. Được biết năm 2022, Bộ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở giáo dục và đào tạo, trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ giảng viên các trường đại học. Mỗi đoàn có ít nhất 2 trường đại học tham gia, mỗi điểm thi có một tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 2 người trở lên tùy theo số phòng thi.